Xin kính chào toàn thể quý học viên trường Chủ Nhật. Chúng ta lại một lần nữa dâng lời cảm ơn Chúa. Chúng ta có cơ hội để cùng nhau học trường Chủ Nhật trực tuyến buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học bài 60 Khích lệ xây lại đền thờ. Kinh Thánh ở trong Ag-ghê đoạn 2 từ câu 1 đến câu thứ 9 và câu gốc ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 9. Ta há không phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Thì giờ này xin chúng ta hướng lòng về Chúa, ta sẽ được phép cầu nguyện. Hallelujah, chúng con lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, ba ngôi của chúng con, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Con cảm ơn Chúa vì chúng con có lời của Chúa giữa một thế giới đang rúng động và đầy sự thách thức khó khăn trong đại dịch Covid. Nhưng chúng con nhờ có lời của Ngài. Buổi sáng nay chúng con học lời của Chúa. Xin Chúa giấu người nói, người nghe, tất cả chúng con ở trong ơn, thương xót, dẫn dắt của Ngài, để lời của Chúa buổi sáng nay đụng chạm và biến đổi chúng con. Xin kính dâng thì giờ quý báu này trong tay Chúa và chúng con cúi đầu thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, tuần vừa rồi chúng ta đã học lời Chúa qua Thiên tri Ag-ghê nhắc nhở dân sự không còn phải trì hoãn vấn đề xây dựng nhà của Chúa nữa. Sau khi nghe lời của Chúa thì quan trấn thủ, thầy tế lễ và cả dân sự đều vâng lời Chúa, đồng lòng với nhau để trong tinh thần hiệp một xây dựng. Kính thưa Hội Thánh, xin được nhắc lại, xây dựng đền thánh của Chúa là một nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng vì có ý nghĩa để khôi phục lại cái tinh thần sự thờ phượng Đức Chúa Trời, và điều này làm đẹp lòng Chúa, làm sáng danh Ngài, vì đây là một cái lời chứng lớn cho các dân ngoại đang quan sát dân Giu-đa, dân sót lại tại Jerusalem. Bài học buổi sáng hôm nay cho chúng ta biết khi dân sự bắt tay vào công việc xây đền thờ thì không tránh khỏi những ngăn trở, những khó khăn. Và một lần nữa, Chúa dùng tiên tri Ag-ghê để khích lệ dân sự, dân Giu-đa phải làm công việc này. Cho nên tựa đề của bài học hôm nay đó là khích lệ xây lại đền thờ. Và đây là sứ điệp thứ hai của Ag-ghê ở trong Ag-ghê đoạn 2 từ câu 1 đến câu thứ 9. Bài học hôm nay được chia làm 4 phần. Phần 1, các thành phần được khích lệ trong Ag-ghê đoạn 2 câu 1 và câu 2. Ngày 21 tháng 7, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri Ag-ghê mà rằng: bây giờ hãy nói cùng Sô-rô-ba-bên, con trai Sa-tha, Sa-la-thi-en, quan trấn thủ Giu-đa, và Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đát, thầy tế lễ cả, và cả dân sự sót lại. Qua hai câu kinh thánh này cho chúng ta biết những thành phần được Chúa khích lệ tiếp tục xây dựng đền thờ là ai. Đó là bất cứ ai phục vụ Chúa đều cần được khích lệ, có phải không Hội Thánh? Thành phần chính quyền là quan trấn thủ Sô-rô-ba-bên, tiếp theo là thầy tế lễ Giê-hô-sua, thành phần giáo quyền, và tiếp theo là toàn thể dân sót Giu-đa khoảng 50.000 người. Nói tóm lại, toàn thể mọi người cần được khích lệ để sẵn sàng tham gia mọi công việc, công tác xây đền thờ. Kính thưa Hội Thánh, nhưng lý do nào mọi thành phần trong dân Giu-đa cần được Chúa khích lệ để hoàn tất công việc xây đền thờ? Và đây cũng là phần 2 của bài học của chúng ta, lý do phải được khích lệ. Xin đọc Ag-ghê đoạn 2 câu 3 theo bản hiệu đính truyền thống. Ai trong các con là người còn sót lại đã từng thấy vinh quang của đền thờ này trước đây và bây giờ các con thấy nó thế nào? Chẳng phải là dưới mắt các con nó chẳng còn gì cả đó sao? Bản truyền thống
Đó là nó ở trước mắt các ngươi há chẳng phải là như hư không sao? Kính thưa hội thánh, Age đang nói sứ điệp này vào năm 520 trước Chúa trong ngày lễ lèm tạm, mà đền thờ Jerusalem bị quân Babylon tàn phá là năm 586 trước Chúa, có nghĩa là 66 năm đã qua. Những người đã nhìn thấy đền thờ cũ, đền thờ đầu tiên, đền thờ của Salomon, nay đã là những cụ già. Bây giờ mấy cụ có lẽ là 80 và 90, và những người lớn tuổi có lẽ vẫn còn nhớ lại đền thờ nguy nga tráng lệ do Salomon đã xây. Thì bây giờ mấy cụ thấy đã hoàn toàn bị sụp đổ, và đền thờ mới, đền thờ đang xây dựng này thì có quy mô nó không có đáng gì so với đền thờ nguy nga trước đây. Vì thế lời Chúa bảo dưới mắt các con nó chẳng còn gì cả đó sao, hay là nó xem như hư không chẳng có giá trị. Còn thành phần trẻ thì là vui mừng vì lần đầu tiên họ được xây đền thờ. Như vậy sự xây dựng đền thờ rõ ràng có hai phản ứng với thái độ khác nhau do hai thế hệ khác nhau. Điều này được chép ở trong Ezra. Chúng ta xem trong Ezra đoạn 3 câu 12 câu 13. Nhiều thầy tế lễ người Lê-vi trưởng tộc, tức là những người già cả, đã thấy đền thờ trước kia, khóc lớn tiếng khi thấy nền của đền thờ mới được xây dựng, trong khi nhiều người khác lại reo hò vì vui mừng. Người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc vì dân chúng lớn tiếng reo hò và tiếng ấy vang vọng khắp nơi. Kính thưa hội thánh, chúng ta thấy buồn vui lẫn lộn. Sự khóc lóc của các cụ già làm cho thanh niên có thể nản lòng. Và đáng ra thì các cụ nên cùng vui để khích lệ với họ. Thật ra nếu chúng ta đọc sách Ezra thì cho biết việc xây dựng đền thờ còn gặp khó khăn nữa, không phải chỉ là trong nội bộ của dân Juda mà dân Samari đem lòng ganh ghét, họ vu cáo cho vua Medi Ba Tư để ra lệnh đình chỉ công việc xây đền thờ. Thời gian công việc đó, sự kiện cáo đó làm cho dân Israel ngã lòng. Kính thưa hội thánh, bất cứ làm việc gì cho nhà Chúa đều gặp trở ngại, trở lực bên trong lẫn trở lực bên ngoài. Có nhiều khi chúng ta bị những tiếng chê bai, có nhiều điều xảy đến làm chúng ta mệt mỏi, thôi lui trong khi chúng ta xây dựng công việc nhà Chúa. Và Chúa biết mỗi hoàn cảnh của chúng ta, kính thưa hội thánh. Chúa biết chúng ta đang đối diện điều gì, và Chúa biết chúng ta đang cần sự khích lệ giống như dân Giu-đa ngày xưa. Phần 3 trong bài học sẽ nói cho chúng ta biết nội dung hay là sứ điệp khích lệ của Chúa. Chúng ta xem ở trong Age đoạn 2 câu 4 và câu 5. Vả vậy, bây giờ Đức Giê-hô-va phán: hỡi Sô-rô-ba-ben, ngươi khá can đảm, còn ngươi Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đát thầy tế lễ cả cũng khá can đảm. Đức Giê-hô-va lại phán: cả dân sự trong đất các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc, vì ta ở cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Lời giao ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai Cập cùng thằng ta ở giữa các ngươi, chớ sợ hãi. Age đoạn 2 câu 4 và câu 5. Vậy sứ điệp khích lệ của Chúa là gì? Đó là khá can đảm mạnh dạn xây dựng đền thờ vì Chúa ở cùng. Chúng ta thấy chữ can đảm được lặp lại nhiều lần từ chính Chúa. Đức Giê-hô-va phán: hỡi Sô-rô-ba-ben, người khá can đảm. Chúa khích lệ người lãnh đạo. Còn ngươi Giê-hô-sua thầy tế lễ đó cũng khá can đảm. Rồi Chúa lại phán cùng dân sự: cả dân sự các ngươi cũng phải khá can đảm.
Kính thưa Hội Thánh, khi đọc lại Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng lúc mà xây dựng đền thờ lần đầu tiên, David cũng khuyên Salomon tương tự trong Sử Ký nhất đoạn 20 câu 10. Bây giờ khá cẩn thận, vì Đức Giê-hô-va đã chọn con đặng xây cắt một đền dùng làm nơi thánh của Ngài, khá mạnh dạn mà làm. Có lẽ Salomon cũng còn có sự lo lắng về vấn đề xây đền thờ, cho nên David ông khích lệ. Và trong câu 20, David lại nói với Salomon con trai mình rằng: hãy vững lòng bền chí mà làm, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con. Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con cho đến chừng các công việc của đền Đức Giê-hô-va đã xong. Đức Chúa Trời chẳng hề lìa bỏ con cho đến khi con làm xong công việc xây cắt đền thờ. Cũng giống như vậy, sứ điệp lời Chúa qua A-ghê đang khích lệ dân sự của Chúa: hãy can đảm, vì Chúa ở cùng để hoàn thành công việc xây dựng. Cảm ơn Chúa, cái thứ Hội Thánh. Nếu con người khích lệ thì chúng ta có thể nhận được một chút gì đó an ủi thôi, nhưng ở đây chính Chúa an ủi không thể nào so sánh được, và chính Chúa khích lệ thì không có gì chúng ta có thể được khích lệ bằng. Và rõ ràng lời Chúa khích lệ không chỉ bảo đảm, bảo chúng ta can đảm mà thôi, nhưng lời Chúa cũng muốn chúng ta đó là ai nấy hãy làm việc, vì ta ở cùng các ngươi. Trong câu 5, lời Chúa cho chúng ta hay lời giao ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ê-díp-tô: cùng thần ta ở giữa các ngươi, chớ sợ hãi. Lời giao ước được nhắc đến ở trong câu Kinh Thánh này được trích lại từ trong Sách Ê-díp-tô Ký đoạn 29 câu 45 và câu 46, khi Chúa bảo với Môi-se: ta sẽ ở giữa dân Israel làm Đức Chúa Trời dân này, dân ấy sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó, đã đem chúng nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng ở giữa vòng họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Cảm ơn Chúa, Chúa không khích lệ bằng lý thuyết, nhưng Chúa khích lệ con dân Chúa bằng hành động thực tế, đó là Chúa ở cùng. Chúa nhắc lại chính Chúa đã ở cùng dân sự trong quá khứ, thì chắc chắn ở trong hiện tại và cả trong tương lai, Chúa cũng còn ở cùng nữa. Thưa Hội Thánh, bài học chúng ta học được gì qua sứ điệp khích lệ này từ Chúa? Mong rằng buổi sáng hôm nay, thay vì lo lắng sợ hãi, qua sự khích lệ của Chúa làm chúng ta mạnh mẽ, mạnh dạn để làm công việc Chúa giao, chúng ta dám dâng đời sống mình làm của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin Chúa dùng chúng ta giống như công cụ ở trong tay của Chúa. Cậu bé chỉ có 5 cái bánh mật nha và 2 con cá, nhưng mà dám dâng vào trong tay của Chúa thì chúng ta biết kết quả là 5.000 người ăn và còn dư đến 12 giỏ đầy. Xin chúng ta hãy dâng cuộc đời của chúng ta trong tay Chúa, để Chúa thể làm nhiều điều lạ lùng qua đời sống nhỏ bé của chúng ta. Phần 4 cũng là phần cuối của bài học, lời hứa sẽ khích lệ ở trong A-ghê đoạn 2 từ câu 6 đến câu 9. Chúng ta biết các sách tiên tri thường nói đến tiên tri về Chúa Giê-xu đấng Mê-si-a, khi Ngài đến sẽ cai trị, xét đoán là vương quốc của Ngài. Và cũng giống như vậy, A-ghê đoạn 2 từ câu 6 đến câu 9 là lời hứa khích lệ hướng đến tương lai, đến vương quốc, đến đền thờ vinh quang mà chính Chúa Giê-xu sẽ đến và mang lại trong tương lai. A-ghê đoạn 2 câu 6 và câu 7 phần A xin được phép đọc.
Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các tầng trời và đất biển và đất khô. Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước và những sự ao ước của các nước hầu đến. Câu một lần nữa, khỏi ít lâu, ý nói đến quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ hành động bất cứ lúc nào theo ý Ngài và theo thời biểu của Ngài. Và đúng theo kỳ hạn, đấng cứu thế Chúa Giê-xu Christ đến trần gian là một sự kỳ diệu chưa từng có. Chúa Giê-xu, Ngài đến làm rúng động cả trời, đất và biển. Không chỉ vậy, Ngài làm rúng động các nước như trong câu 7 phần A. Khi nói đến lời hứa của Chúa sẽ làm rúng động hết thảy các nước, thì còn nói đến sự phán xét của Chúa. Sự phán xét của Ngài trên các nước hiện nay và sự phán xét của Ngài ngày Sauron, Babylon, Hy Lạp, La Mã lần hồi rồi bị sụp đổ, nhưng nước của Chúa hằng còn mãi mãi ở trong vinh quang của Ngài. Hebrew đoạn 12 câu 26 và 27 đã trích lại lời của tiên tri Agê và nói đến Chúa Giê-xu đến lần thứ hai sẽ làm rúng động tất cả, nhưng chỉ có một nước không rúng động là nước của Chúa. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn hầu cho lấy lòng kính sợ và hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng. Hebrew đoạn 12 câu 28. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta được ở trong một vương quốc bình an, không bao giờ rúng động. Agê đoạn 7 câu phần A, lời Chúa có nhắc đến đó là sự ao ước của các nước có thể có ý nghĩa chỉ về đấng Messiah Chúa Giê-xu sẽ đến trần gian và khoảng 500 năm sau chính Ngài đã bước vào đền thờ. Chúng ta nhớ lại khi mà Mary và Joseph đem Chúa Giê-xu vào trong đền thờ để dâng lên cho Chúa Đức Chúa Trời, thì có cụ Simeon đã già và trước khi qua đời ông chỉ ước ao một điều, đó là chỉ nhìn thấy Chúa Giê-xu trước khi chết, và Chúa đã cho phép điều đó. Ở trong Luca đoạn 2 câu 28, người bồng ẩm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời, lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, mà Ngài đã sắm sửa trước mặt muôn dân soi sáng khắp thiên hạ và làm vinh hiển dân Israel là dân Ngài. Chúa Giê-xu đến trần gian, Ngài là ánh sáng cho muôn dân soi khắp thiên hạ, làm vinh hiển cho dân Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu đến đầy dẫy vinh quang và ban cơ nghiệp bình an của Ngài cho con dân Ngài. Chúng ta xem tiếp trong Agê đoạn 2 câu 7 câu B đến câu thứ 9. Rồi ta sẽ làm vinh quang đầy dẫy nhà này, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Và ta sẽ ban sự bình an trong chốn này, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ta sẽ làm vinh quang đầy dẫy nhà này. Điểm quan trọng được chuyển từ ngôi đền thờ được xây tại Jerusalem sang thời kỳ trị vì trên cả thế gian này của đấng Messiah. Tôi rất thích cái câu 8, đó là bạc là của ta, vàng là của ta. Câu Kinh Thánh này Chúa nhắc chúng ta điều gì? Chúa đã ban lệnh xây đền thờ thì Ngài cũng cung cấp mọi sự phương tiện để thực hiện theo lời của Chúa. Trong trường hợp này, được cung cấp tài chính để xây dựng, đó là ngoài chỉ dụ của vua Siro mà Chúa đã làm điều này.
Đức Chúa Trời là chủ của mọi của cải, vàng của Chúa, bạc của Chúa, và Ngài có thể sử dụng theo ý muốn của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, cho nên khi mà chúng ta làm công việc Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ chu cấp cho chúng ta, như trong Philip đoạn 4 câu 19: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng cái thứ Hội Thánh, bạc vàng trong cả thế gian đều thuộc về Chúa, song không phải là vinh quang của Ngài. Vinh quang của Chúa chính là sự hiện diện của Ngài. Vinh quang của Chúa chính là sự hiện diện của Ngài. Phải đền thờ, phải vinh quang của đền thờ không phải nhờ vàng bạc mà sự hiện diện của Ngài. Cái thứ Hội Thánh, đền thờ Sorobaben xây dựng xong rồi, sau này vua Herod có cho mở rộng, sửa lại đẹp hơn, khang trang hơn, nhưng rồi cũng bị quân La Mã tàn phá năm 70 sau Chúa. Cho nên Chúa hứa vinh quang sau hết của nhà này lớn hơn vinh quang trước, là khi Chúa ngự xuống ở giữa loài người, Chúa ở cùng chúng ta qua Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng lưu ý ở cái câu cuối cùng của cái bài giảng này của Age: Ta sẽ bình, ta sẽ ban bình an ở trong chốn này. Dù lời hứa được hiểu về tương lai khi Chúa đến để thiết lập vương quốc đời đời, nhưng mà chúng ta cũng biết nước Chúa cũng đang hiện nay ở trong lòng của mỗi chúng ta. Chúa bình an đang hiện diện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta được cơ nghiệp chính Chúa ban cho là chính Ngài, và Chúa bình an ở cùng chúng ta. Trước khi về trời, Ngài đã ban điều đó, cơ nghiệp vô giá này, ở trong gian đoạn 14 câu 27 đã nói đến: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lời này thật an ủi, phải không Hội Thánh? Khích lệ chúng ta trong mọi hoàn cảnh hiện tại. Rõ ràng thời điểm Covid mọi người lo lắng sợ hãi, nhưng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta được sự bình an mà thế gian không có được, vì Chúa ở cùng chúng ta. Tóm lại, chúng ta đến phần kết luận. Mục đích của bài học hôm nay nhấn mạnh đến điều gì, và chúng ta áp dụng như thế nào cho chính mình? Cái thứ Hội Thánh, với sứ điệp khích lệ xây dựng lại đền thờ Đức Chúa Trời, Chúa muốn dân sự Chúa ngày xưa và chúng ta ngày nay khá can đảm và mạnh dạn làm công việc Chúa giao cho chúng ta. Đức Chúa Trời đang giao công việc gì cho chúng ta? Ở trong Hội Thánh, ở trong ngôi nhà riêng của chúng ta, ở nơi chúng ta đang làm việc, đã đến lúc chúng ta phải mạnh dạn, phải làm việc vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thêm sức cho chúng ta. Bất cứ việc gì chúng ta làm cho nhà Chúa, cho Chúa, cũng sẽ không tránh khỏi những thách thức, những khó khăn bên ngoài lẫn bên trong. Và một trong những mưu kế của Satan đó là nó làm cho chúng ta nản lòng. Nhưng qua bài học hôm nay, kính thưa Hội Thánh, xin Chúa giúp chúng ta mạnh mẽ làm công việc nhà Chúa. Hãy nghe lời Chúa phán qua câu gốc bài học hôm nay: Ta há không có phán giận như sao? Hãy vững lòng, bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Giô-suê đoạn 1 câu 9. Đức Chúa Trời của chúng ta đấng toàn tri, đấng toàn năng, đấng nắm giữ tương lai, và đấng đó nói rằng đừng sợ hãi, Đức Chúa Trời của ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta được vững lòng trong lời hứa của Ngài. Sự hiện diện của Chúa là vinh quang. Chúa đang ở trong mỗi chúng ta, đền thờ nơi Chúa ngự. Đức Thánh Linh đang ở cùng chúng ta.
chúng ta sẽ ở trong nhà Chúa, trong sự hiện diện của Chúa mãi mãi đời đời này và đến muôn đời. Điều này khích lệ chúng ta mạnh mẽ làm những gì Chúa muốn chúng ta làm trong công việc xây dựng nhà của Chúa. Cảm ơn Hội Thánh đã cùng học lời Chúa buổi sáng hôm nay qua bài 60. Tuần tới chúng ta sẽ học bài 61 ở trong Ag đoạn 2 từ câu 10 đến câu 23 với chủ đề, tựa đề đó là hãy suy nghĩ. Giờ này một chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa, xin được phép cầu nguyện. Hallelujah, chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Giê-hô-va vạn quân của chúng con, đấng đang khích lệ mỗi lòng chúng con qua bài học này, như Chúa đã khích lệ dân sự Chúa ngày xưa, khá mạnh dạn, khá can đảm, hãy làm việc vì Chúa ở cùng. Chúng con sẽ nói gì với Chúa giờ này khi được sự khích lệ này? Xin Chúa cho tất cả chúng con hứa với Chúa và nói, và chúng con sẽ quyết định làm những gì mà Chúa muốn chúng con làm, những công việc trước mắt cho Hội Thánh của Ngài, cho gia đình của chúng con, nói về Chúa cho người khác. Ôi Chúa, nhiều điều chúng con cần phải làm, nhưng con tin rằng dù có thách thức đến đâu, có khó khăn đến đâu, con dám làm, Chúa sẽ ban sức cho chúng con để làm trọn mọi công việc Chúa giao cho, làm vinh hiển danh của Ngài và nước của Chúa mau đến. Chúng con cảm ơn Ngài, xin sự hiện diện vinh quang của Chúa bao phủ tất cả mỗi chúng con. Chúng con chúc đáng Chúa và chúng con cúi đầu thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.